Thiền sư Lý Quốc Sư. Ngày nay, người Việt vẫn gọi ông là Lý Quốc Sư, vị quốc sư họ Lý, tôn xưng ông là Đức Thánh Nguyễn, sánh ngang với Đức Thánh Trần, nổi tiếng vì những công hiến của ông trong thời đại của mình. Thế nhưng, xoay quanh vị thiền sư này vẫn còn những câu chuyện đậm chất huyền thoại, ít người biết tới. Lý Quốc Sư thực tế không phải là tên gọi mà là một chức danh dành cho vị cao tăng có chức vị cao nhất trong triều đại nhà Lý. Lý Quốc Sư tên thật là Nguyễn Chí Thành, pháp hiệu là Nguyễn Minh Không. Ông sinh vào ngày 15 tháng 10 năm 1065 tại làng Đàm Xá, phủ Tràng An, nay là Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thời ấy, Phật giáo đã được truyền vào Việt Nam và đang ở giai đoạn cực thịnh. Phật giáo được coi là quốc giáo và có ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của đời sống. Chính vì vậy, rất nhiều người dân Đại Việt thời bấy giờ đều lập chí tu hành học đạo. Chí Thành cũng là một trong số ấy. Việc chữa căn bệnh hóa hổ lạ lùng của vua Lý Thần Tông, của thiền sư Nguyễn Minh Không đến nay vẫn là câu chuyện mang đậm tính chất huyền thoại. Lên ngôi không được bao lâu, tháng 3 năm 1136, vua Lý Thần Tông bệnh nặng, lông lá mọc khắp cơ thể, gầm thét như hổ suốt ngày. Các danh y tài giỏi từ khắp nơi trong cả nước được mời đến chữa bệnh, nhưng bệnh của vua không hề thuyên giảm. Triều đình phái sứ giả đi khắp nơi tìm người có thể chữa được bệnh cho đức vua. Khi sứ giả đến vùng núi Tử Trầm, nơi Minh Không trụ trì, thấy trẻ con hát câu đồng dao, tập tầm vông có Nguyễn Minh Không chữa được mình rồng thiên tử. Sứ giả thấy làm lạ, liền hỏi thăm và tìm gặp được Nguyễn Minh Không, mời ông vào triều đình chữa bệnh cho vua. Khi sư Minh Không đến, thấy nhiều pháp sư khác cũng đang ở trên điện làm phép chữa bệnh cho vua. Họ thấy Minh Không ăn mặc quê mùa nên tỏ vẻ khinh thường, không thèm chào hỏi. Sư Minh Không thấy vậy, lấy từ trong chiếc túi ra một cái đinh lớn rồi đóng vào cột, sau đó lên tiếng hỏi: "Ai có thể nhổ được cái đinh đó thì hãy nói chuyện chữa bệnh." Minh Không nói thế 3 lần nhưng chẳng vị pháp sư nào dám làm. Thấy vậy, Minh Không ung dung bước lại gần, lấy 2 ngón tay cái cầm vào rồi nhẹ nhàng rút ra. Mọi người chứng kiến đều khiếp phục sức mạnh phi thường của Minh Không, nên nhường ông vào chữa bệnh cho vua. Chuyện kể rằng, khi được đưa vào gặp vua Lý Thần Tông, Minh Không lớn tiếng hỏi: "Kẻ đại trượng phu được tôn lên ngôi thiên tử, giàu có khắp 4 bể, cứ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy?" Vua nghe thấy vậy rất run sợ, không dám kêu gầm nữa. Minh Không lại sai người lấy một vạc lớn đựng nước nấu sôi tới cả 100 lần. Minh Không dùng tay không khuấy lên 4 lần rồi tắm vua trong đó. Ngay sau đó, bệnh của vua bớt đi ngay. Ít lâu sau thì vua khỏi hẳn. Sau khi khỏi bệnh,
cảm phục trước tài năng của Minh Không, và cũng là để cảm tạ ơn cứu mạng của ông. Vua Lý Thần Tông phong cho Minh Không làm quốc sư, được đổi từ họ Nguyễn sang họ Lý của vua, cấp cho nhà ở ban lộc mấy trăm hộ, được miễn thuế. Vì vậy sau này người ta mới gọi là Thiền sư Minh Không, là Thiền sư Lý quốc sư, ý chỉ vị quốc sư họ Lý. Không chỉ nổi tiếng vì chữa bệnh cho vua, Thiền sư Minh Không còn là người có công xây dựng rất nhiều ngôi chùa trên nước Đại Việt. Sử chép rằng sau khi tu hành đắc đạo, Thiền sư Minh Không trở về quê nhà ở Ninh Bình, dựng chùa Viên Quang, sau đó lại lập rất nhiều chùa ở Phả Lại Bắc Ninh, Giao Thủy Nam Định, Vũ Thư Thái Bình để tu hành. Trong suốt cuộc đời, Thiền sư Minh Không đã dựng tới 500 ngôi chùa trên đất Đại Việt. Ông qua đời vào năm 1141, niên hiệu Thái Bình đời thứ 22, thọ 76 tuổi. Cùng tìm hiểu về chùa Lý Triều Quốc Sư. Chùa Lý Triều Quốc Sư tọa lạc tại số 50 phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xưa kia, đây vốn thuộc thôn Tiên Thị, Tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương, với tên gọi Đền Lý Quốc Sư hay Đền Tiên Thị. Đền được xây dựng từ thời nhà Lý để thờ Quốc Sư Minh Không, ngài họ Nguyễn Húy Chí Thành, sinh ra ở niên hiệu Long Trương Thiền Tự thứ nhất, triều Lý Thánh Tông, 1066, tại làng Điềm Xá, phủ Trường Yên, nay thuộc Gia Viễn, Ninh Bình. Năm 11 tuổi, ngài từ biệt song thân, dốc lòng xuất gia tu Phật, cầu đạo với thiền sư Từ Đạo Hạnh, được thầy khen tài giỏi, thông minh, và ấn chứng sau sẽ trở thành bậc pháp khí trong thiền môn, ban pháp danh Minh Không. Đời thứ 13 dòng thiền tỳ Nida Lưu Chi, qua thời gian dài theo thầy học đạo, chứng ngộ chân không bát nhã, ngài về trụ trì chùa Giao Thủy Nam Định. Không chỉ là bậc đại sư thông tuệ Phật pháp, được giới tăng ni ngưỡng vọng, danh tiếng của ngài còn vang xa và được quốc vương kính trọng. Tháng 5 năm 1131, đích thân vua Lý Thần Tông sai dựng nhà cho ngài. Ngôi nhà là nơi quốc sư thường nghỉ lại trong những lần về kinh chữa bệnh cho vua, quan và bách tính, cũng chính là vị trí của ngôi đền Tiên Thị ngày nay.